sản phẩm Hexi Cocasi. Hexi Cocasi. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay sẽ là top những sản phẩm body lotion mình yêu thích nhất và mình sử dụng thấy hiệu quả nhất. Và đặc biệt những loại body lotion này chỉ có giá dưới 200.000 thôi nha. Ok, mình bắt đầu video luôn nè. Đầu tiên sẽ là loại body lotion đến từ nhà Hexi Cocasi. Đây là loại body lotion mình đã từng nhắc ở trên channel của mình rồi trong cái video tháng 5 á. Đây là một cái loại body lotion mà được mix giữa yogurt với lại trái cây. Thì trong cái dòng sản phẩm của hãng này tung ra thì có 3 loại là được mix với các loại trái cây khác nhau. Nên mình chọn cái loại được mix với lại dâu tây và yến mạch. Bởi vì mình thích trắng cho nên là mình lựa những sản phẩm này nó có tác dụng làm trắng để mà mình sử dụng. Sản phẩm này nó có một cái texture khá là đặc giống như là sữa chua dâu vậy đó. Và nó có một cái mùi thơm dâu với lại yến mạch rất là thơm luôn. Và cái texture của nó tuy là khá là dày một xíu nhưng mà là thấm rất là nhanh ở trên da. Và đặc biệt là nó có make up body nữa, cho nên là khi sử dụng mình thấy nó có nâng tông nhẹ lên một chút. Nên là mình có thể sử dụng khi đi tiệc và cũng có thể sử dụng vào ban ngày luôn, để cho da nó long lanh và nó sáng hơn. Và đặc biệt khi sử dụng vào ban ngày thì sản phẩm này cũng không có sợ bị ăn nắng, bởi vì nó có chỉ số chống nắng UV30. Cho nên là mình thấy sử dụng sản phẩm này vào ban ngày rất là ok. Sau khi mà mình thoa y má lên da thì nó sẽ tạo cho mình một cái hiệu ứng mịn màng và căng ẩm rất là thích. Nhưng mà cái độ dưỡng ẩm của nó chỉ ở mức trung bình thôi, không có dưỡng ẩm cao quá. Đối với những bạn nào mà nằm máy lạnh siêu lạnh và da cực kỳ khô giống như mình thì nếu xài em này vào buổi tối thì cũng không có đủ đô lắm. Tuy là có chất kem dày và khá là đặc như vậy nhưng mà nó cũng không có bị lộ băng kem ở trên người đâu, nên các bạn sử dụng vào ban ngày cũng có thể yên tâm nha. Sau khi mình sử dụng khoảng 3 tuần thì mình thấy sản phẩm này nó nâng tông thật sự luôn. Nhưng mà đối với mình, da của mình là thuộc dạng da kiểu ngâm lì nhưng mà nó hơi trâu một xíu. Cho nên là mình sử dụng sản phẩm body lotion nè, nó nâng tông cũng khá là lâu á. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì mình thấy nó nâng tông da của mình sau 3 tuần cỡ khoảng nửa tông đến 1 tông là đã hiệu quả đối với mình rồi. Và cái nhược điểm duy nhất mà mình không thích cái sản phẩm này đó chính là cái packaging của nó. Bởi vì nhìn thì rất là dễ thương, nhìn một cái loại giống như loại sữa chua như thế này. Nhưng mà đối với những người mà để móng tay dài giống như mình thì sẽ không thích lắm. Bởi vì mỗi lần sử dụng là phải mở cái loại này ra xong rồi chọc cái tay vô như thế này, nó sẽ bị dính ở trên cái móng tay á. Thì đây là cái điểm mình không thích ở sản phẩm này. Ngoài ra thì nó rất là ok và có giá thành cũng rất là rẻ nữa, chỉ với 124.000 thôi. Và cái điều đặc biệt của cái sản phẩm này đó chính là nó không có gây mọc lông à, cho nên là những bạn nào mà bị mọc lông đối với Vaseline thì có thể ngó nghe em này nha. Ok, tiếp theo trong cái top list này thì không thể nào thiếu được sản phẩm của nhà Vaseline. Và cái sản phẩm Vaseline này đã từng xuất hiện ở trong một cái video tắm trắng da tại nhà của mình rồi. Và mình đã sử dụng đến gần nửa tiết này luôn rồi đó. Và cái sản phẩm trên tay của mình là sản phẩm 50X. Và nó có chỉ số chống nắng 50 cộng PA 4 cộng. Nếu một vài bạn thắc mắc cái chỉ số 50X này là cái gì thì một phần đây cũng chính là cái marketing của hãng. Và theo lời hãng nói thì cái chỉ số này chính là làm trắng gấp 50 lần so với những sản phẩm Vaseline bình thường. Đầu tiên nói về cái chất kem của sản phẩm này trước, thì sản phẩm này nó sẽ có một cái chất kem hơi dày một xíu nhưng mà vẫn thuộc dạng gel sữa, là nó vẫn dễ tán ở trên da, vẫn dễ dưỡng ẩm, nhưng mà nó sẽ dày hơn những cái sản phẩm Vaseline thường một chút thôi, bởi vì nó có cái chỉ số chống nắng ở trong này. Nhưng mà thêm một vài bạn hỏi mình á, là nếu mà có chỉ số chống nắng thì mình dùng vào ban đêm được không, thì cũng sẽ được luôn nha. Giống như kiểu ban đêm thì mình không cần chống nắng, nhưng mà sử dụng nó với cái chức năng làm trắng thì vẫn được á, nên là không sao đâu. Cái sản phẩm này mình thấy có một cái mùi hoa rất là dễ chịu. Đối với mình thì nó sẽ rất là dễ chịu và cái mùi này nó cũng không bám quá lâu ở trên cái cơ thể của mình nữa. Và cái độ dưỡng ẩm của cái sản phẩm này nó cực kỳ thích luôn. Bởi vì mình nằm máy lạnh rất là nhiều và da của mình rất là khô, nhưng mà cái sản phẩm này nó cấp ẩm cho da mình rất là tốt. Và đương nhiên cái tác dụng làm trắng của nó rất là vượt bậc luôn. Bởi vì mình sử dụng Vaseline rất là lâu rồi, mình sử dụng từ cái tuyết 10X đến 4X, bây giờ là 50X, thì mình thấy cái tác dụng làm trắng của nó rất là tốt. Da của mình là thuộc dạng ngâm lì chai đó, nhưng mà mình sử dụng trong khoảng một tiết đầu, một tiết 10X đầu, để nó đã trắng lên cỡ 1 tông đến 1 tông rưỡi rồi. Đến khi mà qua cái tiết 50X này thì mình thấy cái tác dụng làm trắng nó nhanh hơn hẳn luôn. Là cỡ khoảng nửa tuyết thôi là mình thấy nó đã trắng và nó sáng cái kiểu mà hồng da, kiểu hồng từ trong ra ngoài chứ không phải kiểu trắng bệch. Trắng bệch giống như là mình sử dụng kem trộn. Cho nên là mình rất là thích cái sản phẩm này. Và cái Vaseline này là Vaseline Thái nha. Mình thấy cái sản phẩm này bán rất là nhiều ở trên Shopee và ngoài ra thì bán ở mấy cái cửa hàng xách tay nữa.
Nếu mà các bạn thắc mắc là địa chỉ mua ở đâu thì mình sẽ để link tham khảo ở dưới này nha. Và theo mình thấy thì một vài bạn khá là lo sợ cái tác dụng gây mọc lông của cái sản phẩm Vaseline này. Thì cái này thì mình thấy nó cũng tùy cơ địa nữa, bởi vì theo cơ địa của mình thì thuộc dạng ít lông, thì mình thấy sản phẩm này nó cũng không có mọc lông mấy. Nếu mà theo mình nghĩ thôi nha, nếu mà muốn body lotion mà nó thấm vào da nhanh hơn thì các bạn phải một là tẩy da chết cho da trước. Nếu mà đối với những bạn mà có lông khá là dày thì mình nghĩ cũng wax hoặc là tẩy lông thì kem body nó sẽ thấm vào da nhanh hơn và nó có tác dụng vào trên da nhiều hơn. Và đối với những bạn mà có điều kiện hơn chút thì mình nghĩ đi triệt lông cũng là một phương pháp giải quyết rất là tốt để cho da của mình nó mịn màng và nó trắng hơn. Và đã nhắc đến Vaseline rồi thì một brand nữa cũng rất là nổi tiếng và bán rất là chạy ở trong các siêu thị đó chính là Nivea. Và sản phẩm Nivea lần này mình chọn nó là cái loại mà có Deep White Essence kết hợp với 40X Vitamin C. Và ở trên này là ghi là dưỡng trắng chuyên sâu ban đêm. Mình mua cái sản phẩm này cũng bởi vì cái chữ dưỡng trắng chuyên sâu về ban đêm. Và nó có chứa 95% vitamin C nguyên chất. Sản phẩm này nó có một cái kết cấu giống như sữa chua và hơi lỏng hơn Vaseline một chút và thấm nhanh hơn Vaseline. Và cái dạng sữa chua này khi mà mình tán lên da thì nó sẽ kiểu mỏng nhẹ như nước vậy á, và nó thấm rất là nhanh và nó vẫn để lại trên da mình một cái màng ẩm rất là tốt nha. Cái mùi của cái loại body lotion mà cái dòng mới này nó rất là thơm, một cái mùi giống như mùi cam chanh rất là thơm luôn, rất là thoải mái. Cá nhân mình thì mình thích cái mùi này hơn là Vaseline, bởi vì nó kiểu fresh và nó thanh mát hơn. Và ngoài ra thì mình sử dụng cái sản phẩm này cũng cỡ tầm được 2 tuần thì mình thấy về dưỡng ẩm thì khá là tốt, nhưng mà về tác dụng dưỡng trắng thì nó cũng bình thường. Nó chỉ làm sáng da mình hơn một chút thôi chứ cũng không đến nỗi mà làm trắng da mình bật tông như là Vaseline hoặc là cái của Hasiko Kesi. Nhưng mà đối với cái tác dụng dưỡng ẩm thì mình cực kỳ thích luôn. Chắc là do mình sử dụng một thời gian ngắn quá, mình đã chưa có đủ cái độ tác dụng lên da của mình nên nó chưa có trắng thôi. Chứ mình sẽ ráng sử dụng hết cái chai này xem sao. Và giá thành của nó cũng rất là rẻ nữa. Mình nhớ là mình mua trong siêu thị cũng đâu trên dưới có 100.000 thôi. Rất là rẻ và bán rất là nhiều ở trong các siêu thị luôn. Theo là một sản phẩm mà mình cũng đã từng nhắc trong cái video Hot tháng 5. Đó là sản phẩm đến từ nhà Beauty Perfect. Và cái chai body lotion này có tên là Double Milk Triple White, có chứa glutathione. Và cái sản phẩm này, cái đợt trước mình đã review về cái chất kem của nó thì hôm nay mình sẽ nhắc lại sơ sơ nha. Và cái chất kem của nó sẽ hơi dài nhất trong tất cả các sản phẩm hôm nay mình review luôn. Nhưng mà nha, nó lại thấm rất là nhanh. Nó sẽ để lại cho mình một cái cảm giác mà mềm ẩm ở trên da nhiều. Và cái mùi của nó cực kỳ thơm, một cái mùi sữa bò nguyên chất rất là thơm luôn. Về độ dưỡng ẩm thì mình nghĩ sản phẩm này sẽ nằm vị trí thứ nhất. Tác dụng dưỡng trắng thì mình cũng chỉ sử dụng sản phẩm này trong vòng cỡ 3 đến 4 tuần thì mình thấy tác dụng dưỡng trắng cực kỳ tốt luôn. Khoảng từ 3 đến 4 tuần thì mình đã thấy nó nâng tông da của mình lên từ nửa tông đến một tông. Và bởi vì nó không có make up cho da, nó cũng không có nâng tông cho da của mình, cho nên là mình thấy cái cảm giác trắng của nó là cảm giác được nuôi dưỡng từ bên trong và trắng từ trong ra ngoài. Chỉ ngoại trừ là cái sản phẩm này nó hơi khó mua một chút và nó chỉ có bán ở trên một vài trang thương mại điện tử thôi. Mình cũng sẽ để link ở dưới nếu mà các bạn muốn mua và tham khảo nha. Và cuối cùng là sản phẩm Bò Oạch đến từ nhà Stenai. Và sản phẩm này mình đã sử dụng hết sạch luôn rồi. Mọi người nghĩ đi, một cái chai Bò Oạch như thế này mà mình đã sử dụng hết được luôn rồi đó, là mình rất là thích cái sản phẩm này luôn. Mình thấy cái sản phẩm này cũng khá là nhiều ở trong siêu thị rồi, nhưng mà mình quyết định mua là khi ở trên Lazada nó có xuất hiện sale, một cái deal sale rất là hời, một cái chai to ạch như thế này mà chỉ có giá 85.000, cho nên là mình mới đặt về thử. Thì mình cũng không ngờ là tác dụng của nó cũng khá là tốt. Và cái loại mình mua là loại oatmeal và shea butter, là loại yến mạch với lại bơ hạt mỡ. Thì cái tác dụng của sản phẩm này là tác dụng chính của nó chỉ là dưỡng ẩm thôi. Và ngoài cái tác dụng dưỡng ẩm thì nó cũng không có làm trắng gì hết. Nhưng mà mình vẫn recommend cho các bạn, bởi vì nếu mà đối với những bạn nào mà nằm máy lạnh như mình nhưng mà kiểu da cũng không có thích bị bết rít ở trên da, mà khi nằm tiếp xúc với lại chăn gối và quần áo nó hơi dính khó chịu khó ngủ, thì sản phẩm này rất là tốt ở trong cái độ mà kiểu cái chất kem của nó, cái texture của nó thấm rất là nhanh ở trên da. Cái texture của nó lỏng ngang với Nivea và có độ thấm nhanh hơn cả Nivea luôn. Cái độ dưỡng ẩm của nó tuy là thấm rất là nhanh nhưng mà dưỡng ẩm trên da mình rất là tốt. Dù là mình nằm máy lạnh thì sáng hôm sau da của mình nó vẫn đủ ẩm, và tối ngủ thì mình cũng thấy cảm giác rất thoải mái dễ chịu trên da của mình. Đặc biệt là mỗi lần tắm xong
thì da của mình rất là trơn láng, rất là mướt đúng không? Thì mình chỉ cần dưỡng sản phẩm này lên liền và sau đó đi ngủ thì mình thấy da mình nó rất là thích, cực kỳ thích luôn. Nói chung là sản phẩm này vừa rẻ mà tác dụng vừa tốt về dưỡng ẩm, nên là mọi người thử sản phẩm này nha, giá thành rất là rẻ luôn á. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn 5 sản phẩm body lotion mà mình yêu thích nhất và mình cảm thấy hiệu quả nhất ở trên da của mình. Và sắp tới ở trên Lazada có một chương trình sale hè rực rỡ và sale với mức giá đinh lên đến 90%, và ngoài ra còn có cả free ship nữa. Nên các bạn muốn mua hàng thì nhớ canh sale từ ngày 18 đến ngày 22 để mà mua hàng với giá hời nhất nha. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe channel của mình cũng như các trang mạng xã hội như Facebook ở đây và Instagram ở đây nha. Bye.